Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong khóa học Cẩm Nang về bánh trung thu rau câu. Hôm nay tôi mong muốn mang đến cho các bạn một khóa học bao gồm tất cả các kiến thức khi các bạn nấu rau câu, pha màu từ các màu sắc tự nhiên và biến nó thành những chiếc bánh rau câu xinh đẹp. Trong khóa học này, các bạn sẽ được học làm 5 loại nhân: nhân sữa dừa, cà phê, sô-cô-la, trà xanh làm từ rau câu. Thứ hai là loại nhân thập cẩm. Thứ ba là loại nhân flan. Thứ tư là nhân đậu xanh. Và thứ năm là nhân khoai môn và khoai lang tím. Từ các loại nhân này, chúng ta sẽ tiếp tục được học thêm cách chế biến các loại vỏ rau câu từ màu sắc tự nhiên, flan chi, rau câu, cà phê, lá dứa, nhân flan và rất nhiều loại bánh rau câu xinh đẹp khác trong khóa học này. Có hai điều đặc biệt tôi muốn mang đến cho các bạn trong khóa học này. Thứ nhất, đó là cách làm bánh nướng và bánh dẻo nhưng hoàn toàn là rau câu. Thứ hai, chúng ta sẽ học cách trang trí bánh rau câu như là một bánh trung thu hiện đại. Đây là hai cái có thể gọi là sáng kiến hoặc là hai cái cách làm thực sự mới mẻ và tôi mong muốn các bạn sẽ áp dụng nó trong mùa trung thu này. Hy vọng với những kiến thức đã được học trong khóa học này, các bạn hoàn toàn có thể tự tin khi làm rất nhiều mẫu bánh trung thu, mang lại cho khách hàng của mình nhiều sự lựa chọn hơn, mang lại cho gia đình mình nhiều sự lựa chọn hơn và chúng ta sẽ có một mùa trung thu nhiều màu sắc hơn với những cái bánh trung thu mà chúng ta đã biết trước đây. Rất là nhiều bạn rất muốn làm bánh trung thu, tuy nhiên các bạn sẽ gặp khó khăn khi các bạn không có lò nướng. Thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tự tin bắt đầu mùa trung thu mà không cần có lò nướng. Chúng ta có thể làm các loại bánh trung thu khác nhau mà không cần dùng đến lò nướng. Và nó vừa thanh mát, vừa nhẹ nhàng, vừa lợi cho sức khỏe, lại vừa giàu dinh dưỡng nữa. Tôi hy vọng khóa học này sẽ mang lại những kiến thức cực kỳ hữu ích cho các bạn. Và các bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn khi xem tất cả các bài học từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng. Chúng ta cùng bắt đầu vào lớp nhé!